hơn về bệnh nấm da đầu. Thưa bác sĩ, nhiều người nhầm lẫn là nấm da đầu và gàu, không biết đây là hai vấn đề giống nhau hay khác nhau ạ? Giữa nấm da đầu và gàu thì thường như người dân mình hay họ nhầm lẫn với nhau, cứ mỗi lần bị gàu thì cứ là nấm. Tuy nhiên hai cái này khác nhau. Thế Gàu nào? đó là một cái biểu hiện rối loạn ở da, tấp sừng ở da đầu. Cái chứng này nó gây tình trạng đóng lớp vảy trắng, sau đó rớt thành mảng hoặc là những vảy tấm li ti trên tóc. Cái điều mà làm cho biểu hiện được cái triệu chứng này đó là thường thì cái tế bào da của mình nó có một cái chu kỳ là từ 4 đến 6 tuần. Trong trường hợp bị gàu, tế bào da của mình nó chu kỳ của nó là từ 2 đến 3 tuần. Chính vì vậy làm bong tróc vảy nó nhiều hơn và tạo ra hiện tượng vảy vảy. Còn ở nấm da đầu thì nó hoàn toàn khác. Thường sang thương của nó là những cái mảng tóc vảy nhưng kèm theo đa phần là rụng tóc hoặc là những sẩn khác trên da đầu. Nấm da đầu cũng như là gàu thì có tình trạng nào là nguy hiểm không? Gàu thường là mình khó chịu về trong sinh hoạt cũng như ít nhiều làm ảnh hưởng tới vấn đề thẩm mỹ, dẫn đến mất tự tin trong cái giao tiếp. Riêng đối với nấm da đầu thì bệnh này để lại có khả nếu điều trị không đúng thì để lại một cái di chứng, đó là tình trạng bị hói đầu vĩnh viễn. Dạ, À, như vậy nấm da đầu là một tình trạng nguy hiểm đến sức khỏe của người bệnh. Không biết là tình trạng này có nguyên nhân từ đâu ạ? thường nấm da đầu nguyên nhân là một loại vi nấm có tên khoa học nó là Trichophyton hoặc là Myrosporum. Thì nguyên nhân này thường lây trực tiếp từ người sang người hoặc là gián tiếp qua cái vật dụng cá nhân của người mang mầm bệnh. Ngoài ra còn một điều mình lưu ý, những vật nuôi trong nhà khi bị nhiễm nấm vẫn vẫn có khả năng lây nhiễm cho người bệnh. Dạ. Và bác sĩ Thắng có thể nhắc lại là những biểu hiện đặc trưng của nấm da đầu là như thế nào? Nấm da đầu tùy khi sang thương mà có một cái biểu hiện khác nhau. Tuy nhiên, thường thì nó một cái biểu hiện đó là một cái mảng có những sẩn xung quanh ngoài rìa và bên trong sang thương có những vảy mỏng. Khi nấm da đầu nó làm rụng tóc, tùy cái vị trí tóc bị gãy ở nơi đâu mà cho ta một cái hình ảnh là một cái mảng xám hoặc là mảng chấp đen. Còn một biểu hiện nữa đó là có những cái sẩn mụn mủ, mụn viêm ở ngoài rìa của cái sang thương đó. Nấm da đầu có thể điều trị dứt điểm hay không thưa bác sĩ Thắng? Nấm da đầu thường thì mình điều trị sẽ khỏi và cũng tùy cái mức độ sang thương mà mình có một cách điều trị khác nhau. Sang thương nhẹ thì mình sử dụng dầu gội chẳng hạn như chứa thuốc kháng nấm chẳng hạn như ketoconazole là được rồi, hoặc nếu như cái sang thương mà nặng hơn mình có thể sử dụng đường mềm đường uống chẳng hạn như gordisolfulvin, itraconazole hoặc là terbinafine. Còn một vấn đề cần lưu ý nữa là nếu như có những sang thương mụn mủ bội nhiễm kèm theo, mình có thể sử dụng kháng sinh đường uống Dạ. hoặc đường thoa. Dạ, có những cách nào để phòng ngừa nấm da đầu không ạ? Điều trị phòng ngừa nấm da đầu mình phải vấn đề điều trị nấm da đầu mình phải cần chú ý vấn đề phòng ngừa, bởi vì nếu như mình không điều trị nguồn lây thì nó sẽ bị tái nhiễm trở lại. Trước tiên mình phải phát hiện người bệnh và mình điều trị sớm kịp thời. Thứ hai là mình phải điều trị cái mầm bệnh ở những vị trí khác chẳng hạn nấm bẹn hoặc là nấm da vùng khác. Cái thứ ba là mình không dùng chung vật dụng cá nhân của người mang mầm bệnh. Một điều cần lưu ý nữa là cần điều trị những vật nuôi bị nhiễm nấm. Và đặc biệt là người bệnh cần phải giữ sạch da đầu và khô tóc. Dân nghe xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Thắng. Quý vị và các bạn thân mến, qua chương trình ngày hôm nay, mong rằng là quý vị đừng xem thường bệnh nấm da đầu, vì bệnh gây ra tình trạng rất khó chịu, nếu không phát hiện sớm thì khó mà điều trị hoàn toàn dứt điểm. Và đến đây thì chương trình cũng